Xin chào quý vị và các bạn. Theo một cái thống kê mà mình cũng chưa có kịp thời gian xác thực, nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng có thể theo dõi để tham khảo, thì từ năm 1450 tới nay thì đã có 6 cái đồng tiền được sử dụng làm đồng dự trữ chính, giống như kiểu là kiểu toàn thế giới dùng một cái loại đồng tiền có cái tính phổ cập cao nhất. Thì ở đầu tiên là Bồ Đào Nha từ năm 1450 đến năm 1530, cái đồng tiền của Bồ Đào Nha đã duy trì được 80 năm, có vai trò là một cái đồng tiền chủ chốt chính của toàn thế giới. Tây Ban Nha là từ 1530 đến 1640, trong khoảng 110 năm, đấy cũng khá là dài. Hà Lan thì là 1640 đến 1720, 80 năm. Pháp là 1720 đến 1815 với thời gian là 95 năm. Đồng tiền của Anh là từ thời kỳ 1815 cho đến 1920, nó tương đương với là 105 năm. Và cái đồng tiền của Hoa Kỳ, đô la Mỹ đấy, thì nó duy trì từ năm 1921 cho đến nay, đã được 102 năm rồi. Vào cái thời điểm hiện tại thì các cái nước khối như là Nga, Trung và Ả Rập đang muốn lật đổ cái sự thống trị của đô la Mỹ. Chúng ta đang thấy là có một cái sự chuyển dịch quyền lực, kiểm soát tài chính từ phương Tây sang phương Đông. Thì liệu P Network của anh của là một cái dự án mà chúng ta đang theo đuổi ấy, sẽ có thể trở thành được một cái đồng tiền mà mang cái tính tích lũy dự trữ chính của toàn thế giới ở trong tương lai hay không? Thì chúng ta đang kỳ vọng là với những cái công nghệ mà P Network đang đang sở hữu, thì P Network được kỳ vọng là một cái đồng tiền có cái vai trò như vậy. Nhưng tuy nhiên thì còn đấy là cái kỳ vọng của cộng đồng, còn nó có trở thành sự thật hay không thì có lẽ để phải để thời gian mới có câu trả lời chính xác. Thì không biết các bạn có đồng tình với cái quan điểm này hay không, các bạn có để lại dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.